It's that zest to go, no, he must flow. Yeah, yeah, yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái cây Small Clay đã lên màu của bên mình nhé. Đây là một lô Small Clay mới về mà anh em đã đặt hết rồi. Đây là Small Clay trạch 8 nhé. Này mấy anh em đặt hết tất cả trạch 8. Và đây là cây Small Clay của riêng mình. Trời ơi, đã được lên màu như thế này. Thật ra thì màu này là màu nó khá là giản dị và cũng khá là đẹp với mình, đối với mình. Mình mệnh kim mà. Nên là để màu vàng với cả một chút màu tím xanh như này rất là đẹp. Trời ơi, cầm trên tay, đây là cục titan. Đây là cục titan hay là cục ngọc lục bảo đây. Trời ơi. Đó, các anh em có thể nhìn thấy đấy. Đây là cây Small Clay chính gốc này. Small Clay bình thường nhưng nó rất là bóng và nó khá là ôm, khá là đẹp như này. Và một đây một bên là một cây Small Clay đã lên màu titan. Anh em hỏi tại sao để nhận biết titan với cả không phải titan thì như nào? Thì đây chính là câu trả lời cho anh em. Đây là titan, titan đã lên màu nha. Anh em nhìn thấy màu titan này, màu tím này. Trời ơi. Rồi, cái đống đây. Cái đống ốc titan của mình nó như này, nó sẽ óng ánh, nó tím tím kiểu như này. Khá đẹp. Đó. Đây. Đó, đây này, đây cái ốc titan của mình đây, màu tím tím này khá là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là cái ốc titan lên màu. Và có thể là mình sẽ thử cho cái ốc titan này của mình vào đây và xem nó có đẹp hơn không. Đó, kiếm cái nào tím ngắt nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trời, sau khi cây titan lên màu thì nó sẽ như thế này. Nói chung là cái cây này là cây full titan nhé. Còn hai con ốc này của nó là ốc inox thôi, nó không được làm bằng titan đâu. Đấy, cho anh em là đừng bảo là mình bán hàng cái này nọ này không có tâm cái này cái kia, bảo là ốc inox mà này. Cứ bảo là ốc titan, này bảo là full titan nhưng mà ốc này là ốc inox. Bây giờ mình sẽ tháo ra để cho thêm ốc titan vào. Mình sẽ gà vào đây. Thật ra con ốc này nó không dùng cho cái cây này nên mình chỉ thử thôi, xem nó như thế nào thôi. Nó cũng khá là vừa vặn cái cây cái này. Trời đó, đây. Cái này nó hơi vàng vàng một tí, đổi cây này nó tím hơn một chút nữa. Đấy, và ông là tím hơn một chút. Đấy, cái cây này màu mới về khá là đẹp. Thì mình thích giản dị nên là mình cũng không thích chống phải làm chống đồng hay là làm gì cả. Nhưng mà cái cậu Nhật Anthony thì cậu cũng biết là đã làm cho mình cái này cũng khá là ok, khá là ổn so với mình. Mình rất là thích cái màu này, màu tím than. Trời ơi, giống như những cái màu BD. Còn tí nữa mình sẽ cho anh em xem qua một chút những cái màu mà cậu ấy làm cho một số những người khác. Cũng là cây Small Clay Titan của mình mà. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Còn cách thức lên màu này, mình thì mình không chuyên lên màu nên mình không biết. Rồi mình để anh em lên màu đấy. Còn cái cây này lên màu giá là 500.000 đây. Trời ơi, để lên màu một cây titan như này. Nhưng mà với giá là 2 triệu mốt với một cái cây titan như này thì anh em thấy nó thế nào? Khá là ok đúng không? Đó, anh em nhìn thấy không? Đây, đang từ bóng mà bóng khá là đẹp. Nếu mà anh em không thích bóng thì có thể như này. Đó, anh em nhìn thấy không? Hai cây cùng một chất liệu và ở hai cái hình dáng, cái vẻ ngoài khác nhau. Một cây là một cây bóng bẩy và một cây thì tím ngắt kiểu BD. Ok nhá, nhìn anh em nhìn thấy không? Small Clay Titan DC21. Đấy, bộ combo của nó thì có thun với kiểu đầy đủ ở đây. Mình không nói nhiều về cái thun đấy nữa. Đây, mình sẽ cho anh em xem qua một chút cái màu mà cậu ấy vừa mới lên, là mình rất là thích cái màu đấy. Đây, mẹ nó lên cây này màu như này. Trời ơi, nhìn thấy không, anh em nhìn thấy không, màu như thế này mà nó không làm cho mình, nó làm như này. Nhưng mà thôi, dẫu sao thì cây này cũng là một cây khá là đẹp với mình rồi. Anh em thử nhau khá là nhiều. Đây, đây nữa, cây này nữa. Đây là cây cái gì ta? Glock gì? Đó, cây này mình bán cho một anh nghề anh trong Đồng Nai và anh ấy đều nhờ cậu này lên màu. Trời ơi.
xanh nè xanh nét. Đấy, đó đây là cái cây màu của mình đây, khá là vàng, khá là đẹp. Đây là cây của một ông trong Gia Lai, Gia Liết mình, ở trong Tây Linh đó, rất là nhiều cây lên màu. Đấy, thực ra thì cái màu này khá là đẹp, wow hết này, trời ơi. Đấy, đó thì cây small clay của mình đã lên màu như này. Anh em nào muốn lên màu thì cứ liên hệ với mình nhé, hoặc là muốn đặt mua cây small clay hàng chuẩn chính hãng. À, chính hãng nhé, bởi vì là mình chắc là quanh quanh ở các shop thì chắc chỉ có mỗi mình bán cái cây này thôi. Khá là có nhiều người người ta có thể lấy được, nhưng mà với mức giá rất là cao, vì ngày xưa cũng thế thôi, bây giờ hiện tại cũng thế, nó bán ở ngoài nó 1,8 triệu. Nếu mà anh em mà lấy về có lãi là 1,8 triệu, còn mình chỉ bán với giá 1,6 triệu thôi nhé. Ok, đó thì anh em nào muốn lên màu cây small clay như thế này thì cứ liên hệ với mình đặt, rồi có thể chờ, bởi vì nó chờ cũng khá là lâu đấy, chắc mất 1 tuần đấy. 10 đến 15 ngày là cậu ấy sẽ làm nhé. Còn nếu mà nó nhiều đơn hàng đó thì nó sẽ bớt làm đi, nhưng mà nhìn ngay với một mức giá rất là hợp lý, với cả 2,1 triệu mà mua một cây lại còn chất liệu titan, nó lên màu khá là đẹp như này, thì ở Việt Nam mà anh em nếu muốn mua một cây này inox giá ngang ngửa rồi đấy nhé. Đó, ok nhá, cảm ơn các mọi người nhá. À, anh em nhớ like, subscribe giúp mình cái kênh YouTube nhé. Kênh này mình đang gây dựng lại. Đó, còn anh em nào muốn đặt hàng liên hệ với mình 0981 số 1883 này, hoặc là kết bạn Zalo số này. Đó, ok, cảm ơn tất cả mọi người nhé.